Vietjet Shop xin chào các bạn, rất vui mừng khi được quay trở lại với các bạn ở video tuần này. Tuần trước thì Shop có giới thiệu với các bạn về bộ đắc âm thanh, hay thường gọi thì chúng ta có cái tên cho nó mỹ miều một chút, tức là bộ giải mã về âm thanh. Trước thì mình có nói sơ qua về bộ giải mã âm thanh, nó gồm có những cái gì, tức là có bộ 12 bit này, 24 bit và 32 bit. Nhưng nhiều bạn vẫn chưa hiểu sâu vấn đề là 12 bit, 24 bit và 32 bit thì nó có cái điều gì khác biệt. Hôm nay thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu xem, tức là Shop sẽ chút nữa thôi, Shop sẽ cho các bạn thẩm âm và các bạn sẽ cảm nhận được đâu là 12 bit và 32 bit và 24 bit nhé. Đó. Hiểu sơ bộ về tức là cái bit, bộ giải mã âm thanh nó chỉ đơn giản này thôi. Nó là bộ giải mã, tức là dấu chấm, dấu phẩy. Ngày xưa khi để chúng ta truyền một cái mật thư nào đó đi, để tránh cho tức là đối phương phát hiện ra, thì chúng ta cần cái bộ giải mã đấy. Khi chúng ta truyền những cái bộ đấy sau đó thì đầu thu thì những em này sẽ thu và phát ra những bộ giải mã để chúng ta hiểu được cái mật thư. Nó đơn giản, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Được chưa? Vậy thì hôm nay chúng ta cùng chi tiết để tìm hiểu đến hai em sản phẩm. Ở đó thì Shop sẽ giới thiệu đến các bạn một em là 12 bit và một em là 24 bit. Và chúng ta cùng đến với nhân vật chính nhé. Đây các bạn. Nhân vật chính của chúng ta hôm nay ở đây. Ở đây là hôm nay thì Shop sẽ cho các bạn để thẩm âm của nó tốt hơn, thì chúng ta sẽ dành cho nó đều là dòng đâu đó của Tube 0. Một em là Tube 03, một em là Tube 06 các bạn nhé. Nó đều là của dòng Epic hết. Để các bạn thấy rõ một cái điều gì nó khác biệt, tại sao ở hai em này nó có cái điều gì khác, thì chút nữa thôi chúng ta cùng thẩm âm về cái âm thanh nó. Sơ bộ về tức là em Tube 03 về hình thức và em Tube 06 về hình thức bên ngoài thì nó không có gì khác nhau cả. Nó đều được làm nhôm nguyên khối và được mạ một cái lớp đâu đó là sơn tĩnh điện, được chưa? Em Tube 03 của chúng ta thì có gì cũng bình thường như mọi em thôi, có hai bấm điện tử. Em này thì có một cái mà mình rất thích, tức là ở một cái điều, tức là nó có một cái cần bật tắt ấy, mình hay thường gọi là cần câu cơm. Đó, đâu đó này, nó nhẹ nhàng gạt lên gạt xuống. Đây là em này gọi là em cơ nhé, người ta gọi là cơ. Bên cạnh của em nó là âm bát, sau đó tép. Cái đoạn này thì nó sẽ dành cho bạn nào từng cái gu thẩm âm của các bạn. Các bạn nghe theo cái kiểu, tức là âm thanh của các bạn, vì tai là của từng người mà nghe nên nó khác nhau. Như hôm nay thử thì Shop sẽ để tất cả volume của hai em này nó là mắc luôn nhé, để các bạn sẽ tức là nghe để hiểu được vấn đề là 12 bit là em nào và 24 bit là em nào. Nếu như các bạn nghe xong mà các bạn đoán đúng thì lúc đó thì đúng là đôi tai của các bạn là đôi tai vàng rồi. Được chưa? Hai em này thì nhận lại cho các bạn một chút là hai em này đều hiện tại bên Shop đều đang phát triển ở trên tất cả các sàn thương mại điện tử, Shop E này, Tiki này, Lazada này. Đó, thì nếu như bạn nào quan tâm đến em nó thì bên Shop để cái đường link ở bên dưới, thì các bạn kéo chuột xuống tí là kích vào đường link bên đó để tìm hiểu sâu hơn và chi tiết hơn hai cái em này. Được chưa? Đó. Vừa sơ bộ về em Tube 03 rồi, bây giờ chúng ta nhấm nhá sang em Tube 06. Cũng là hai bóng đèn điện tử, nhưng các bạn nhìn thấy Tube 03 và Tube 06 cái bóng của nó khác nhé. 06 bóng nó khác. Nó to hơn, chất hơn, được chưa? Về mặt tiền của em này thì chúng ta cùng nhấm nhá nào. Mặt tiền của em nó này, các bạn nhìn này, mặt tiền này, nút bật tắt nó không còn phải như Tube 03 là phần câu cơm nữa rồi, mà ở đây nó chuyển sang gọi là bán cơ. Nó gọi là bán cơ nhé các bạn nhé. Cũng có tích hợp volume bass, volume chép và volume tổng. Đó. Em này thì ở đoạn này thì em này nó có đâu tích hợp lại cả USB nhé. Con này thì các bạn có thể là cắm USB để chơi nhạc. Khi các bạn thấy có những bản nhạc nào hay, các bạn lưu USB. Sau đó thì các bạn cắm ở đây để nó nhận diện, sau đó nó phát ra. Một cái điều khác hẳn so với Tube 03 là Tube 06 nó tích hợp luôn hai cổng AUX. Tức là khi mà các bạn muốn đâu đó một lúc mà các bạn kết hợp với cả hai phương tiện để khỏi phải mất công đi lại ấy, thì các bạn có thể cắm và em này chơi được luôn cả hai. Được chưa? Đây là về hai nhân vật chính. Để chuyển tải cái âm thanh và dữ liệu đến bộ dàn loa thì Shop đang kết nối với em nó một em âm ly Sambook. Em này thì mình nói sơ qua, đây là em Sambook của bên mình. Em này có hai kênh, tổ hợp hai kênh này. Nó đầy đủ luôn. Con này thì có cả mic niếc các thứ này. Có 4 mic, thích hợp 4 mic này. Volume tổng các kiểu. Volume này. Mic volume tổng, được chưa? Rồi, chút nữa mình sẽ ráp rồi. Hôm nay thì tức là bên Shop sẽ ráp nó với cả vẫn là cái bộ âm thanh 7.1. Đó, mình chỉ dùng loa thôi, chứ mình không cùng dùng cái cục tổng của nó nhé. Mình chỉ dùng loa thôi. Đó, dùng loa để chơi. Bây giờ thì mình sẽ chiêm nghiệm
trước em Tube 03 này để cho các thẩm âm trước cho các bạn nghe nhé. Bật nguồn cho nó này. Mic này. Và bây giờ thì chúng ta nổi nhạc nhé. Các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Mai em xa rời tôi, còn ai cùng đi giữa đời? Mênh mông đây là đâu? Là biển vắng đêm sâu. Khi em quay mặt đi, lòng tôi tựa phiến đá sầu, chờ vơ trong lạnh căm, muộn phiền theo tháng năm. Rồi, bên shop vừa mở một đoạn video để cho các bạn thẩm âm em Tube 03. Và bây giờ thì cũng đoạn video đó thì shop sẽ tua ngược lại để chuyển sang em Tube 06. Sau đó thì các bạn cùng nghe và thẩm âm nó. Các bạn nếu như có tức là có một bình luận hay nhận xét gì về những em này thì hay là có nào hay hơn thì các bạn sẽ comment ở dưới cho bên shop nhé. Rồi mình chuyển sang em Tube 06 thôi. Volume để nguyên bản. Mai em xa rời tôi, còn ai cùng đi giữa đời? Mênh mông đây là đâu? Là biển vắng đêm sâu. Khi em quay mặt đi, lòng tôi tựa phiến đá sầu, chờ vơ trong lạnh căm, muộn phiền theo tháng năm. Nhưng đang nằm khổ đau với tình yêu em. Em hỏi tôi đã biết thật. Rồi, mình quay trở lại với các bạn đây. Vừa rồi thì mình có một đoạn video mình thẩm âm cho các bạn thẩm âm cả hai em Tube 03 và Tube 06 để nhằm đâu đó để cho các bạn phát hiện được ra đâu là em 12 bit và đâu là em 24 bit. Khi nghe thẩm âm rồi thì các bạn tự cảm nhận và các bạn tự đánh giá.
Và đến cuối rồi thì shop sẽ nói đến các bạn đâu là em 24 bit và đâu là em 12 bit. Như Tube 06 thì nó đang thích hợp đâu đó là em 24 bit, bộ giải mã của nó 24 bit, còn Tube 03 thì nó thích hợp đâu đó có 12 bit thôi. Khi cái 12, tại sao tức là nó lại thích hợp 12 bit? Khi các bạn nghe thì thấy ca sĩ khi người ta khi vào nhạc rồi bắt đầu ca sĩ vào giọng, cái giọng của ca sĩ nó không được mở rộng, cái âm nó không được sâu. Các bạn chú ý lắng nghe lại, nếu như các bạn xem lại nhớ đeo tai nghe và sau các bạn thẩm âm nhé. Thì tức là khi ca sĩ thể hiện thì cái giọng âm của nó không được toát ra, nó không được không gian rộng, nó bó lại, nó kiểu như nó bị một cái gì nó gằn. Vì nó chỉ giải mã được cái tầm 12 bit thôi nên nó không có cái không gian rộng. Ngược lại là em Tube 06 thì em mới làm được cái điều đó. Âm thanh rất là rộng, âm trầm và âm chép ok, không vấn đề gì cả. Đó là cái mà câu chuyện là tức là chúng ta tại sao nó có cái bộ giải mã 12 bit. Và chính vì vậy thì cái đơn giá của nó khác nhau hoàn toàn. Đó, thì tùy vào cái mức độ sử dụng tài chính của các bạn mà các bạn hãy lựa chọn cho mình. Và hãy biến mình thành một người khách hàng sử dụng âm thanh thông thái và tốt nhất. Vừa rồi thì Sốc cũng chia sẻ với các bạn về những cái hai cái bộ giải mã này. Nếu như các bạn thấy thích về cái video của bên shop và luôn luôn ủng hộ shop thì hãy bấm like và bấm share nếu như thấy video này tốt và lan tỏa yêu thương đến tất cả mọi người. Và cuối cùng thì đừng quên bấm vào nút chuông để đâu đó khi bên shop có những video mới nhất các bạn có thể cảm thụ được. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.